Bảo là cái run chân tay đấy. Vâng, bây giờ là tôi cũng không bị cái run chân tay nữa. Lý do là cứ 9-10 giờ sáng bao giờ tôi phải ăn cái nhưng bây giờ là không. Uống sau mấy lon thì chị hết tôi uống sau được khoảng 2 lon là bắt đầu tôi hết. Bây giờ là vô tư không. Còn trước là cứ 9-10 giờ sáng không ăn cái gì và chỉ cần trong vòng sau 5 phút họ thấy tay nó toát mồ hôi ăn chân tay. Giống như là hạ tụt được huyết áp. Hạ được huyết áp. Trước cứ quẹt qua là lây rồi. Đấy. Bây giờ cúm coi như là mình không có bị lây nữa. Nói chung là đấy có bà viện bà cháu ở đây là tôi là bà viện sáng dậy đúng giờ 5 giờ là dậy bà cũng khỏe cũng không như trước. Nói đúng là cái sản phẩm này tiểu đường của chị là từ bao nhiêu nhỉ? Tiểu đường của tôi trước thì nó cũng lên đến 7.6 thôi. Tôi đi khám là bác sĩ chính ngoại đúng không? Có chỗ chính ngoại đều một đều khỏe. Nhưng mà về sau tôi lần thứ nhất tôi ra nội tiết, hai tôi đi 2 tháng nội tiết. Nhưng bây giờ sau ra bây giờ á, sau 3 tháng này bây giờ tôi uống hôm nọ tôi đo là 5 phẩy. Buổi sáng cũng 5 phẩy, à buổi chiều nó có hôm 5 phẩy rưỡi, buổi sáng cũng dậy là 5 là 4.5. Đấy thì tôi cảm thấy là nó cũng có hiệu. Tôi ăn lần này hơi bừa bãi đấy. Ăn hơi bừa bãi. Sao mà tiểu đường không lên? Nhãn nhất cái nhãn nhất ăn chỗ này mà cứ uống cái sữa này đều đặn mà. Chúc mừng chị nhé, chị cứ duy trì đều và lan tỏa ra cho cộng đồng.